Ở góc độ quốc tế, giá xăng đã tăng lên mức kỷ lục sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine và Mỹ dừng nhập khẩu dầu tại Nga. Nhưng xe điện cũng không phải là giải pháp tiết kiệm hiện tại, khi Nga nắm giữ rất nhiều nickel, một thành phần quan trọng trong pin xe điện đang lên giá còn nhanh hơn dầu thô. Ngày 25 tháng 2, giá nickel trên sàn giao dịch kim loại London là khoảng 24.000 đô la Mỹ một tấn. Đến ngày 8 tháng 3, mức giá này đã vọt lên 80.000 đô la Mỹ một tấn sau khi xuống từ mức đỉnh 100.000 đô la Mỹ. Buộc EOMI phải tạm dừng giao dịch. Ngay cả trước khi Nga tấn công Ukraine, giá nickel vẫn là vấn đề đau đầu cho các hãng xe. Nếu nói về sản lượng nickel thuần túy, Nga chỉ sản xuất khoảng 6% sản lượng của thế giới, theo The Wall Street Journal. Nhưng nickel tiêu chuẩn cho pin xe điện thì lại khác, khoảng 20% nickel cho pin xe điện đến từ một công ty của Nga. Các hãng xe tất nhiên hiểu rõ độ nghiêm trọng của vấn đề này. Cuối tháng 2 vừa qua, CEO của Tesla Elon Musk cho biết, Tesla có kế hoạch chuyển sang nghiên cứu sử dụng pin cathode sắt thay vì pin lithium sử dụng nhiều nickel như hiện nay, nhưng chưa rõ quá trình này tốn bao lâu. Volkswagen và các hãng xe khác cũng đang nghiên cứu công nghệ pin không dùng nickel hay coban. Giá coban cũng đang tăng trong thời gian gần đây. Có thể tra cứu dịch vụ hành chính công trên Cốc Cốc hay Hà Nội cũng sẽ sử dụng phần mềm tự động cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm cho F0 là một số nội dung có trong phần tin ngay sau đây. Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc ra mắt tính năng chính phủ điện tử, giúp tra cứu thủ tục hoàn thuế và các dịch vụ hành chính công một cách dễ dàng, chính xác. Theo đó, người dân có thể tra cứu nhanh và chính xác về cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đăng ký thường trú, giấy khai sinh, đăng kiểm phương tiện. Còn các doanh nghiệp sẽ dễ dàng được cập nhật đầy đủ thông tin về các thủ tục vay vốn, khai thuế, đăng ký tài sản. Mọi thông tin trên tính năng này đều là thông tin chính thức, được dẫn trực tiếp và cập nhật liên tục từ trang web Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ. Do đó, đây sẽ là địa chỉ tin cậy giúp người dùng cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính công một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt, người dùng sẽ không phải trả phí cho việc sử dụng các tính năng này. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm tháo gỡ về mặt kỹ thuật cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm cấp cho người lao động khi bị nhiễm COVID-19. Phần mềm này được cho là xử lý hoàn toàn tự động, nhanh chóng, thuận tiện, đang chờ chạy demo và thử nghiệm. Ngoài ra, đơn vị bảo hiểm vẫn liên tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động. Liên quan tới nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị cần thực hiện gấp, đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội thành phố tập huấn triển khai đại trà việc ứng dụng chữ ký số liên quan tới các thủ tục xác nhận bảo hiểm xã hội cho người có nhu cầu. Realme tiếp tục làm nức lòng giới công nghệ với sản phẩm giá rẻ, cấu hình cao trong giai đoạn kinh tế toàn cầu khủng hoảng chung. Realme 9 5G Speed Edition vừa ra mắt tại Ấn Độ là một mẫu điện thoại như vậy. Trái tim của Realme 9 5G nằm ở con chip Snapdragon 778G 5G rất mạnh trong thực tiền. Cụm 4 camera sau lên đến 48 megapixel có thể quay 4G, camera selfie lên đến 16 megapixel cùng màn hình tần số quét tới 144Hz. Ngày 14 tháng 3 tới, máy lên kệ tại Ấn Độ với giá 20.000 rupee, tương đương với 5,96 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB. Phiên bản RAM 8GB có giá 23.000 rupee, tương đương với 6,85 triệu đồng. Twitter đã ra mắt phiên bản mạng xã hội của mình trên trình duyệt Internet Tor, một trình duyệt ẩn đi vị trí và hoạt động truy cập của người dùng. Tuy không đến mức tuyệt đối, trình duyệt Tor sử dụng tên miền .onion thay vì tên miền .com. Tor thường được nhắc tới cùng với Dark Web, một phần chìm của Internet, cần đến cách thức truy cập nhất định hoặc phần mềm chuyên biệt. Nhưng hiện nay, một số tổ chức và doanh nghiệp chính danh cũng đã có website dùng tên miền .onion. Sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine, Twitter đã bị hạn chế tại Nga, trong khi Facebook đã bị chặn hoàn toàn. Cả hai mạng xã hội đều bày tỏ mong muốn tìm cách tiếp tục hoạt động tại Nga để người Nga có thể duy trì liên lạc với bên ngoài và tiếp cận nguồn tin ngoài Nga. Số liệu từ công ty dữ liệu Non-Fungible cho thấy giao dịch các tài sản không thể thay thế NFT đã đạt 17,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, tăng 21.000% so với 82,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2020.
Hãy cùng xem đâu là sở cứ khiến cho tốc độ giao dịch NFT tăng phi mã theo cấp số nhân như vậy. Dù thấp hơn khá nhiều so với số liệu ước tính 40 tỷ đô la Mỹ do công ty phân tích blockchain Chainalysis đưa ra, nanfungible.com cho biết họ chỉ tính toán khối lượng giao dịch hợp pháp, bỏ qua những giao dịch bot tự động và các hình thức thao túng thị trường khác. Trong năm 2021, đã có hơn 2,5 triệu ví tiền mã hóa crypto được sử dụng để nắm giữ hoặc giao dịch NFT, tăng từ 89.000 ví điện tử năm 2020. Số lượng người mua cũng tăng từ 75.000 lên 2,3 triệu. Theo nghiên cứu của nanfungible.com, mọi người cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn từ NFT. Nhà đầu tư đã tạo ra tổng cộng 5,4 tỷ đô la Mỹ từ các doanh số bán các tài sản kỹ thuật số. Danh mục NFT phổ biến nhất là các bộ sưu tập, chiếm 8,4 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Theo tờ Commerson, thương gia của Nga, chính phủ Nga có thể xem xét hợp thức hóa các phần mềm lậu trong bối cảnh dính hàng loạt lệnh trừng phạt công nghệ. Theo luật pháp Nga, chính phủ có quyền sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ mà không cần sự đồng ý của bên giữ bằng sáng chế trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Kế hoạch biến của riêng thành của chung này sẽ áp dụng với những công ty có động thái chống đối Nga. Đến thời điểm hiện tại, Microsoft đã dừng bán sản phẩm và dịch vụ tại Nga, Apple dừng bán sản phẩm, trong khi Samsung đã dừng bán cả thiết bị điện tử và chip tại Nga. Sử dụng phần mềm lậu không phải là vấn đề mới mẻ tại Nga. Một khảo sát năm 2019 của công ty bảo mật Slovakia ESET cho thấy 91% người Nga muốn sử dụng phần mềm lậu hơn và gần 20% đã cài đặt phần mềm lậu. Lý do phổ biến nhất được 75% người trả lời đưa ra là do phiên bản chính thức có chi phí quá cao.